Ok, hôm nay nói chuyện với mọi người về cái men tiêu hóa. Chúng ta có nên là cho con chó của chúng ta dùng men tiêu hóa thường xuyên hay không? Là tuyệt đối không nên mọi người nha. Sử dụng men tiêu hóa thường xuyên tất cả các bữa ăn đấy là một cái sai lầm cực kỳ là nghiêm trọng khi mà chúng ta chăm sóc chó. Bởi vì sao? Mình sẽ nói về cái lý do của nó. Là cái men tiêu hóa ấy, nó chính là cung cấp lợi khuẩn. Mà trong cái cơ thể của con chó, nếu mà chúng ta không dùng men tiêu hóa thì vốn dĩ cái cơ thể của con chó nó cũng đã có cái lợi khuẩn rồi. Tất cả các giống chó nha mọi người nhé. Nhưng khi mà cái con chó nó phát sinh một cái gì đấy, nó bị thiếu cái lợi khuẩn, nó có vi khuẩn có hại thôi chứ còn vi khuẩn có lợi, lợi khuẩn, vi khuẩn có lợi. Nó bị thiếu thì nó phát sinh ra là bị đi ngoài, bị phân không khuôn rồi bị này kia thì khi đó chúng ta mới bù cái men tiêu hóa cho chúng nó để tăng cái lợi khuẩn để nó cân bằng lại cái vi khuẩn ở trong đường ruột. Đó thì cái men tiêu hóa nếu chúng ta bù thường xuyên nó phát sinh cái gì? Con chó nó liên tục nó được cung cấp cái lợi khuẩn và cái cơ thể của nó ấy, nó sẽ điều tiết, bởi vì như thế thì nó sẽ bị thừa mà. Nó sẽ điều tiết, nó không cần phải tạo cái môi trường thích hợp để cho cái lợi khuẩn nó phát triển nữa, bởi vì mỗi bữa ấy, nó đều có cái lợi khuẩn ở trong cái men tiêu hóa nó cung cấp rồi và con chó nó sẽ bị phụ thuộc vào cái men tiêu hóa đó. Và những cái con mà dùng dài ngày ấy bỏ men tiêu hóa cái là cái con chó nó sẽ không tiêu hóa bình thường được. Đó là đấy là thể hiện là cái cơ thể của nó bị lệ thuộc. Còn nếu mà chúng ta dùng đúng cách ấy, khi nào con chó nó phát sinh chúng ta mới bổ sung cái men tiêu hóa thôi. Khi con chó nó phát sinh thì chúng ta bổ sung men tiêu hóa như mình đã từng hướng dẫn, là nếu đi ngoài chúng ta bổ sung 3 bữa là ok rồi. Sau đấy là chúng ta bỏ, con chó nó lại vẫn về tiêu hóa như bình thường. Còn khi mà chúng ta dùng thường xuyên ấy, thì nó lại là bị phản tác dụng, nó bị tác dụng ngược lại. Là đấy là một cái sai mà mình thấy là rất nhiều người gặp phải. Cái này thì mình định làm video về cái này là từ lâu rồi nhưng mà mình nghĩ là nó cũng không có nhiều người lắm, nhưng mà có vẻ như là những cái người hỏi mình gần đây thì mình thấy liên tiếp rất nhiều người hỏi về và chia sẻ là dùng men tiêu hóa trong tất cả các bữa ăn, là cái đấy là cực kỳ sai lầm nhé. Còn cái gì để hỗ trợ cái con chó nó tiêu hóa tốt mà chúng ta lại dùng dài ngày liên tục được thì đó là cái dạng ở những cái sản phẩm ở cái dạng theo cái kiểu là gọi là vi sinh, theo cái kiểu đại khái như thế, như là cái chibi này. Cái chibi này nó có cái tác dụng là gì? Nó tạo cho cái nó làm cho cái đồ ăn dễ tiêu hơn và nó tạo cái môi trường thích hợp để mà cái lợi khuẩn nó phát triển được ở trong cái đường ruột của con chó, nó giúp cho cái lợi khuẩn ở trong cơ thể nó phát triển được mọi người nha. Mọi người hiểu là như vậy. Một bên ấy, giả sử như cái chibi này là một bên là nó là hay là các cái sản phẩm theo cái kiểu là dạng vi sinh thôi chứ không phải là lợi khuẩn men tiêu hóa nha mọi người nhé. Thì một bên là nó cung cấp cho cơ thể, nó giúp cho cơ thể có cái môi trường để cho các con vi khuẩn có lợi cho cái việc tiêu hóa ấy, nó phát triển được. Còn một bên cái men tiêu hóa là cái này dùng dài ngày được nhá, cái chibi này dùng dài ngày tất cả các bữa cả đời con chó được và bỏ cái chibi con chó nó vẫn tiêu hóa bình thường mọi người nhá. Cái chibi này dùng ấy thì con chó là nó giúp cho con chó khỏe hơn và sau khi chúng ta bỏ, chúng ta không dùng cái chibi này nữa thì con chó vẫn tiêu hóa tốt bình thường chứ không phải không. Sau một cái thời gian dài mà chúng ta bỏ và với cái chế độ ăn uống của chúng ta không được tốt lắm thì cái đường ruột của con chó nó sẽ kém dần đi, nó bị yếu dần đi, thì khi ấy chúng ta bổ sung cái chibi vào thì nó lại khỏe lại. Tức là cái chibi này nó làm, mình hiểu, chúng ta hiểu là nó làm cho cái đường ruột của con chó, cái tiêu hóa của con chó nó luôn ở cái trạng thái tốt của cái tiêu hóa đó. Cho nên là cái chibi này chúng ta bổ sung hàng ngày quanh năm suốt tháng cả đời con chó, từ con chó nhỏ đến đến con chó già. Nhưng mà cái men tiêu hóa thì nó lại khác. Men tiêu hóa là nó chỉ có cung cấp lợi khuẩn, là nó cung cấp luôn cái con vi khuẩn vào chứ không phải nó tạo môi trường để cho con vi khuẩn nó phát triển mọi người nhé. Đó thành ra là cái việc mà chúng ta dùng men tiêu hóa hàng ngày ấy là chúng ta sẽ làm cho cái cơ thể của con chó nó bị lệ thuộc, nó không phải là cái thứ để chúng ta dùng liên tục được. Khi mà chúng ta dùng liên tục như thế và cái lượng dùng của chúng ta sẽ phải tăng dần lên,
Chứ chúng ta không dùng theo cái kiểu là cái lượng dùng giữ nguyên đâu. Đó. Bởi vì sao? Bởi vì cái cơ thể nó không sản sinh thêm, mà cái con nó không có sản sinh ra cái lợi khuẩn. Mà nó chỉ phụ thuộc, nó lệ thuộc vào cái lợi khuẩn ở trong cái men tiêu hóa mà chúng ta cung cấp ở trong tất cả các bữa ăn rồi. Cho nên là khi mà con chó nó lớn dần lên, cái lượng ăn nó tăng lên, thì chúng ta lại phải cung cấp nhiều cái men tiêu hóa cho con chó hơn. Đó. Thành ra là với cái men tiêu hóa này là mọi người hết sức lưu ý nhé. Chúng ta sẽ chỉ dùng men tiêu hóa như là một cái dạng hỗ trợ khi cần thiết thôi. Khi con chó nó phát sinh, có thể là cho ăn đồ ăn mới, nó tiêu hóa kém này, ok, chúng ta cho men tiêu hóa này. Chúng ta đổi đồ ăn đấy, trong trường hợp đổi đồ ăn chúng ta có thể cho men tiêu hóa. Trong trường hợp con chó nó phát sinh những cái vấn đề về tiêu hóa như là nó bị đi ngoài, hay là nó phân không được đẹp, hay là bị đơn giản là cảm thấy là nó bị sôi bụng, thì chúng ta có thể bổ sung men tiêu hóa cho chúng nó, hoặc chúng ta cho nó ăn nhiều hơn, chúng ta cũng có thể bổ sung men tiêu hóa cho chúng nó. Nhưng đấy là trong những cái tình huống cụ thể thôi, chứ chúng ta sẽ không dùng thường xuyên. Đó là cái mọi người hết sức lưu ý về cái men tiêu hóa, là cái câu chuyện đầu tiên. Của cái câu chuyện thứ hai là nếu mà chúng ta đã chót dùng cái men tiêu hóa cho con chó liên tục từ cái lúc chúng ta nuôi đến bây giờ rồi, thì làm cách nào để chúng ta có thể cắt được cái men tiêu hóa đấy, chứ tức là chúng ta sửa cái sai của chúng ta. Từ trước đến giờ chúng ta cho con chó nó ăn men tiêu hóa là chúng ta sai rồi, không tốt cho con chó rồi. Nhưng bây giờ thì có cách nào để sửa bỏ cái men tiêu hóa đi, thì cái cách bỏ thì nó như là người ta cắt cơn nghiện ấy. Chúng ta phải để cho con chó nó thích ứng dần, cái cơ thể nó thích ứng dần với việc là mỗi ngày bớt một chút, mỗi ngày bớt đi một chút, mỗi ngày cho giảm đi một chút. Và chúng ta sẽ theo dõi cái tiêu hóa của con chó, mỗi ngày chúng ta sẽ giảm đi một chút. Chứ chúng ta không bỏ một phát là chúng ta bỏ luôn, để cho cơ thể con chó nó dần 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 nó lấy lại cái cân bằng của bản thân cái cơ thể của nó. Và chúng ta phải là làm việc từ từ. Và chúng ta có thể dùng cái chibi này, bởi vì cái chibi này nó là cái mà nó giúp cho con chó tăng cái khả năng tiêu hóa của con chó, tự thân con chó nó tăng cái khả năng tiêu hóa của nó. Và cái chibi này chúng ta có thể dùng chung với lại cái men tiêu hóa trong cái giai đoạn mà chúng ta giảm bớt dần cái men tiêu hóa đi. Tức là đấy, mọi người khác nhau là một bên nhá, cái chibi này mà mọi người cho ăn, con chó nó tiêu hóa rất là tốt, mọi người ngừng không cho ăn chibi, mọi người thấy con chó không? Nó vẫn tiêu hóa tốt bình thường, là bởi vì cái chibi này nó giúp cho cái cơ thể con chó nó tiêu hóa tốt, nó giúp cho cái cơ thể nó khỏe. Còn cái men tiêu hóa mà mọi người đang cho ăn đều, mọi người cắt một phát chắc chắn là con chó sẽ phát sinh vấn đề về tiêu hóa ngay. Là bởi vì sao? Cái cơ thể con chó nó đã bị yếu đi, nó bị lệ thuộc vào cái men tiêu hóa, cho nên là chúng ta không dùng men tiêu hóa thường xuyên là vì như vậy. Còn cái chibi này đấy là chúng ta có thể dùng nó để giúp cắt đi cái men tiêu hóa, sửa cái sai của chúng ta trước đây chúng ta dùng. Thì cái men tiêu hóa chúng ta có thể ngày bình thường chúng ta cho ăn 10 phần, thì chúng ta sẽ giảm dần 10 xuống 8, xuống 6, xuống 4, rồi có thể từ 4 chúng ta có thể cắt, giả sử như vậy. Hoặc là 10 xuống 8, không là lại 8 ngày tiếp theo, 8 ngày tiếp theo nữa có thể, tức là mình sẽ giữ một cái nấc vài bữa, và mình nhìn là mình phải dựa trên cái tiêu hóa của con chó của mình. Bởi vì có những con nó dùng rất là lâu ngày rồi, thì nó để nó hồi phục nó sẽ cần cái thời gian dài hơn là những con mới dùng. Thành ra là chúng ta dựa vào cái tiêu hóa ở trên thực tế của con chó của chúng ta để chúng ta điều chỉnh cái lượng cắt bớt. Nhưng nguyên tắc là gì? Là cái men tiêu hóa chúng ta sẽ giảm dần qua các bữa ăn. Còn giảm ở mức độ nào thì phải nhìn cái tiêu hóa của con chó. Và nhanh hơn và tốt hơn đấy là chúng ta sẽ kết hợp, chúng ta dùng với lại cái chibi powder này, cái khoáng dinh dưỡng này. Thì có thể là nếu mà chúng ta muốn cắt mà với những cái con dùng lâu thì có thể trong vòng có thể 1 tháng là chúng ta sẽ cắt được hoàn toàn, chúng ta không để con chó nó lệ thuộc vào men tiêu hóa và cái tiêu hóa của con chó nó tốt. Còn nếu mà những con mới dùng thì có thể là 10 ngày thôi, có thể 10 ngày, có thể 2 tuần là cái tiêu hóa của nó đã tốt. Khi mà nó không dùng men tiêu hóa và nó không dùng chibi luôn, đấy là cái chibi này là mọi người nên dùng các bữa nhé. Nhưng trong trường hợp mọi người muốn kiểm tra thì mọi người có thể cho dừng cả chibi, thì mọi người thấy con chó nó vẫn tiêu hóa tốt. Đấy là cái sự khác biệt của nó. Một bên là đưa cho con chó cái này, là một bên đưa cho con chó cái cần câu, mọi người hiểu thế. Còn cái men tiêu hóa là đưa luôn cho con chó cái con cá, nó không phải làm gì cả, nhưng mà nó bị lệ thuộc, dần dần nó bị lệ thuộc và nó mất cái khả năng đi câu. Đấy, mọi người hiểu cái câu chuyện nó chỉ đơn giản như vậy thôi.
nếu mà chúng ta cứ cung cấp cho nó con cá thì đến lúc một lúc nào đấy chúng ta sẽ cần càng ngày càng tăng cái con cá, nó càng ngày nó càng cần nhiều lên, to lên. Và như thế là nó sẽ yếu. Bởi vì nếu mà chúng ta cung cấp cho nó cần câu là nó khỏe, tự thân của nó thì nhìn con chó nó khỏe, và nó còn liên hệ với lại cả một loạt cái hệ thống, cái bởi vì cơ thể của nó là một cái hệ thống mà nó thống nhất với nhau. Thành ra là nếu mà chúng ta cứ cung cấp cho nó con cá ấy, nó sẽ ì, nó sẽ lười, rồi nó sẽ phát sinh cái này cái kia, đại khái là như vậy. Còn chúng ta đưa cho nó cần câu, nó phải làm việc, nó phải lao động, nó phải hoạt động thế này thế kia thì nó mới có ra con cá để mà nó ăn được. Thì cái chibi này nó cũng như vậy, nó đưa vào cho cái con chó để mà con chó phải như thế nào đấy, rồi nó mới làm cho cái hệ tiêu hóa của con chó nó khỏe. Còn chúng ta đưa men tiêu hóa vào thì chúng ta làm cho cái hệ tiêu hóa của nó khỏe lúc đấy thôi. Còn lúc sau mà không có men tiêu hóa thì nó lại yếu. Đó. Và cái này, cái men tiêu hóa này thì cũng không có, mình cũng không có xem được một cái chỗ nào mà nó để lại cái về cái vấn đề hậu quả này kia, về sau nó có làm cho cái đường ruột của con chó là nó có phát sinh cái vấn đề gì không, liên quan hay không, hay là cứ dùng đều thì nó cứ thế mãi. Nhưng mà có một cái chắc chắn là khi mà chúng ta cứ dùng đều ấy, là cái cơ thể của con chó nó quen thuộc, và đến một cái lúc nào đấy là cái khả năng tự tiêu hóa của nó là có thể coi như nó là con số 0 tròn chỉnh. Nó sẽ ăn, nó sẽ chẳng tiêu được nếu mà chúng ta không cho men tiêu hóa. Đó. Thì hôm nay chia sẻ với mọi người một chút về cái vấn đề men tiêu hóa, là mọi người hết sức lưu ý. Hết sức lưu ý là cái việc dùng men tiêu hóa là một cái sai lầm rất là phổ biến, chứ không phải là ít. Là mọi người không được lạm dụng nó đâu. Cái lạm dụng nó là chúng ta, đấy là chúng ta đang sai, chúng ta làm cho con chó của chúng ta nó yếu đi. Và cái cách sửa đó thì mình cũng đã hướng dẫn rồi, mọi người xem kỹ. Chúng ta xem kỹ và chúng ta sửa cho con chó. Những người mà chúng ta đang chăm con chó sai cách, chúng ta dùng men tiêu hóa thường xuyên thì chúng ta sửa nhé. Ok, xin chào tất cả mọi người. Siro ra đây. Siro. Ok, Siro xin chào tất cả mọi người. Messi nữa, ngồi dậy đi. Ngồi lên. Thôi Messi đang ngủ, để Messi ngủ nhé. Ok, Siro xin chào tất cả mọi người. Thay mặt bà Pila và mẹ Messi, xin chào tất cả mọi người và hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo. Nha. Ngồi yên đấy nhá, Siro ngồi yên đấy. Để anh quay Siro một tí này, xinh gái này. Giờ Siro nhìn vào đây nè. Nhìn vào đây để anh quay video Siro một tí nào. Nào nhìn đây. Ok, quá xinh luôn. Xinh tuyệt vời luôn. Rồi. Con Messi nó đang ngủ. Ok, xin chào tất cả mọi người và hẹn gặp lại ở video tiếp theo. Thank you and see you again.